pha rút thẻ nhập của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Ông dành cho Phạm Đăng Tuấn một chiếc thẻ đỏ, nhưng sau đó trọng tài này đã thay bằng một chiếc thẻ vàng. Có lẽ ông Trần Ngọc Nhớ cũng đang bị cuốn vào những tình huống rất nhanh của trận đấu này. Chiếc thẻ vàng dành cho Đăng Tuấn. Lê Thế Mạnh để mất bóng khá nguy hiểm. Cơ hội! Tỷ số được Việt Nam chúng ta 1-2. Tuyệt vời! 1-2 dành cho Minh Thuận, và cơ hội vẫn còn dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Trung. Người ghi bàn đó là Nguyễn Đình Lợi. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Thế Mạnh để mất bóng trong trận đấu ngày hôm nay ở khu vực cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần thi đấu tuyệt vời của Bình Thuận. Họ thi đấu thiếu người và bây giờ lợi thế chỉ còn là một bàn mà thôi. Đúng là trong bóng đá không thể nói trước được điều gì cả. Nguyễn Đình Lợi là cầu thủ vào sân ở đội tuyển 2. Và một tình huống pressing rất tốt, ba cái bóng áo đỏ vây quanh Lê Thế Mạnh. Và sau đó là Nguyễn Đình Lợi tung ra một cú sút xa rất căng. Bóng ghim thẳng vào góc xa và khiến cho Vũ Văn Đài hoàn toàn bó tay. Một quả đá phạt nên dành cho Bình Thuận. Trận đấu đang trở nên quá kịch tính và hấp dẫn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Có lẽ không phải là một tình huống đá phạt nên. Chúng ta cùng chờ đợi xem lại những góc quay khác nhau. Đó là một quả và đá phạt gián tiếp. Một quả đá phạt gián tiếp trong cuộc 16m50. Những tình huống diễn ra quá nhanh và cực kỳ căng thẳng. Có lẽ đó là một pha chuyền bóng về và thủ thành Vũ Văn Đài đã bắt bóng. Một tình huống đá phạt gián tiếp, nhưng đây cũng có thể coi là một cơ hội thực sự tốt dành cho các cầu thủ Bình Thuận trong bối cảnh họ không tạo ra được nhiều tình huống áp sát khung thành của Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Nếu trận đấu được xem bằng 2-2, nó không khác gì là một trận tranh cúp ở V-League. Quá kịch tính vào trận. Một pha phối hợp quá thiếu ăn ý và Bình Thuận đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn. Nhưng trong bóng đá vẫn còn có thể kỳ vọng vào trận đấu này. Cố ghi bàn và Đinh Lợi là người kiến tạo. Thật tuyệt vời. Thi đấu thiếu người và bị dẫn trước hai bàn. Bây giờ Bình Thuận đã xem bằng tỷ số 2-2. Hai cầu thủ vào sân trong hiệp 2 đã tạo nên bàn thắng thứ hai dành cho Bình Thuận. Đinh Lợi là cầu thủ đóng góp cả hai bàn thắng cho các cầu thủ Bình Thuận. Lợi thế quá lớn trong hiệp 1 của Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đã không còn nữa rồi. Bây giờ họ chỉ còn lợi thế hơn người mà thôi. 2-2. Đình Lợi trực tiếp ghi bàn và vừa rồi anh đã có một pha kiến tạo tuyệt vời để cho Thanh Hùng đánh đầu sang bằng tỷ số 2-2. Câu trả lời của Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc sẽ là như thế nào đây khi mà trận đấu chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa là sẽ khép lại. Chúng ta cùng xem lại pha tạt bóng rất tốt của Đình Lợi. Một pha băng vào đánh đầu cũng rất dũng cảm của Thanh Hùng. Vũ Văn Đài đã băng ra hơi muộn. Đúng là trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Lê Thế Mạnh. Không vào! Lê Thế Mạnh đã đưa bóng đi rồi cột dọc. Quyền tự quyền được trao cho Bình Thuận. Lê Thế Mạnh chính là người để mất bóng, khiến cho Bình Thuận có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nụ cười đã nở trên môi của thủ thành Nguyễn Lê Nhật Quang. Tỷ số luân lưu vẫn là 7-7. Và cản phá của Nguyễn Lê Nhật Quang chứ không phải là một tình huống đưa bóng rồi cột dọc. Lê Thế Mạnh đã rất thất vọng. Anh vẫn chưa rời khỏi khu 16m50. Cuối cùng thì Nhật Quang sau lượt đá không phán đoán được đúng hướng lần nào. Thì lượt đá thứ 8 của Lê Thế Mạnh, Nhật Quang đã đổ người chuẩn xác để đẩy cú đá của Lê Thế Mạnh.
hy vọng sẽ được đổ dồn lên đôi vai của Vũ Văn Đài. Còn đây là Thanh Hùng, người săn bằng tỷ số 2 đều. Thanh Hùng xin chúc mừng Bình Thuận, 8-7 ở loạt xuất liều. Thanh Hùng là người kết liễu trận đấu này. Anh cũng chính là người săn bằng tỷ số 2 đều. Và Bình Thuận đã tạo nên một câu chuyện cổ tích tuyệt vời. Một bàn ngược dòng có thể nói là thần kỳ. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Trung. Để thua hai bàn, đi đuổi một người, nhưng cuối cùng thì Bình Thuận đã giành chiến thắng ở loạt xuất luân lưu với tỷ số 8-7.